xuyên suốt, mà như là tôi có điều kiện, cơ hội để tôi luyện trong suốt thời gian tôi làm đối ngoại. Mà cái đối ngoại của tôi nghĩ là cái thực hành đối ngoại của tôi nó thể hiện từ lúc trẻ là không bao giờ từ chối, mà không có lý do, có tôi phải biết từ chối chứ, luôn luôn say yes là chết. Nhưng mà không bao giờ từ chối mà không có lý do xác đáng. Tôi hơi sợ là tuổi trẻ say yes nhận lời, mà say no là khước từ, mà chưa thật đặt cái quyết định đó trên một cái nền tảng, một cái cơ sở nó xác đáng và vững chãi. Không thể là từ chối theo cảm hứng thì không được. Tôi nghĩ ví dụ tôi sẵn sàng là đi dự trẻ, tôi có ý định là dự trẻ cả đời đâu. Nhưng mà lúc đó tôi quyết định là trước hết phải kiếm sống để là bớt lệ thuộc cha mẹ khó khăn trong nước. Không phải là vì tôi có cái bằng cấp cao, mà tôi cảm thấy là dự trẻ là một cái gì mình từ hạ thấp mình cũng phải. Đấy là tình thế đòi hỏi, thì việc gì mình cũng phải làm đàng hoàng, tới nơi tới chỗ một cách gọi là chuyên nghiệp pro đó. Nấu, tôi nấu thì không có pro tí nào, nhưng mà ví dụ để kiếm sống thì dù là mình có dự trẻ để trong một giai đoạn thì phải làm nó một cách nó đàng hoàng. Ta thử biết đánh giá cái gì nên và cái gì không nên, cái gì phải, cái gì không phải, cái gì nên nhận và cái gì nên từ chối. Cho nên tuổi trẻ hiện giờ theo tôi quan sát á, thì rất là năng động, nhưng mà nguy cơ là gì? Rất dễ theo cảm hứng tức thời. Thành thử trong cái cảm hứng tức thời đó thì tôi không biết, chắc có thể 5-7 lần là ổn, rồi cũng sẽ có 2-3 lần là không ổn một tí nào. Thành thử khi tôi đang nói với tuổi trẻ là hãy thỉnh thoảng hãy dừng lại và nhìn lui đi, nhìn lại thử xem quãng đường vừa rồi mình đã làm ổn chưa. Thỉnh thoảng mình tự dành cho mình ít tiếng hoặc một vài ngày tĩnh lặng để suy nghĩ. Cái kỷ luật đó là kỷ luật với bản thân mình, tự mình dừng lại, nhưng mà phải biết dừng lại những lúc cần thiết.